vòng bảng cúp quân đội mở rộng 2024 đã dần khép lại. Chiều hôm nay sẽ diễn ra hai trận đấu trong khuôn khổ bảng C và D ở nội dung nữ. Tuy nhiên, tâm điểm chính phải nói đến là cuộc đọ sức nảy lửa giữa câu lạc bộ binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước và câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An trong khuôn khổ bảng C vào lúc 15 giờ. Các cầu thủ binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước đã thể hiện sức mạnh vượt trội và được người hâm mộ đánh giá nhỉnh hơn câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An cả về lực lượng lẫn chuyên môn khi có được đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An không có góp mặt của các trụ cột, thay vào đó là các cầu thủ trẻ đang có tinh thần thi đấu rất tốt. Kết quả trận đấu này quyết định rất lớn đến tấm vé đi tiếp của đại diện miền Nam, nên thầy trò huấn luyện viên Thái Quang Lai quyết tâm hướng đến một kết quả thuận lợi nhất. Vào lúc 19 giờ hôm nay, Zele Simco Thái Bình sẽ chạm trán với xi măng Long Sơn Thanh Hóa tại bảng D nữ. Đội bóng quê lúa đã có được 2 trận thắng, trong khi Thanh Hóa thắng 1 trận và thua 1 trận. Chính vì thế, Thanh Hóa bằng mọi giá phải có được 3 điểm trong trận đấu này để nuôi hy vọng đi tiếp tại giải đấu này. Và vào chiều ngày mai 16 tháng 7 sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối cùng để khép lại vòng bảng ở nội dung nữ. Cuộc chạm trán đầy kịch tính nhất là LP Bank Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang Lào Cai diễn ra vào lúc 15 giờ. Trong trận đấu này, nếu Hóa chất Đức Giang Lào Cai vừa giành chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An và một trận thua trước binh chủng thông tin thì LP Bank Ninh Bình đã không may mắn để thua trắng trong 2 trận đấu vừa qua. Chính vì vậy, trận đấu ngày mai LP Bank Ninh Bình quyết tâm sẽ lấy lại danh dự và niềm tin của người hâm mộ. Vào lúc 19 giờ cùng ngày, sẽ diễn ra trận đấu trong khuôn khổ bảng D giữa Quảng Ninh và Vietinbank. Tại giải đấu này, Quảng Ninh đã không may mắn khi để nhận thua 2 trận đấu trước Thanh Hóa và Zele Simco Thái Bình. Nếu các cầu thủ câu lạc bộ Quảng Ninh không sốc lại tinh thần trong trận đấu này sẽ dễ dàng nhận thất bại thứ 3 và ra về với bàn tay trắng. Trong khi đó, câu lạc bộ Vietinbank thắng 1 trận và thua 1 trận. Vì thế đây cũng là trận đấu quan trọng để các cầu thủ Vietinbank vươn lên đứng đầu bảng D và nắm tay Zele Simco Thái Bình bước vào bán kết. Trên đây là lịch thi đấu cúp quân đội mở rộng 2024 mới nhất ở nội dung nữ. Vào lúc 15 giờ chiều nay sẽ diễn ra trận đấu VTV Bình Điền Long An đối đầu với binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. 19 giờ hôm nay sẽ diễn ra trận đấu Thái Bình đối đầu với Thanh Hóa. Cũng vào lúc 15 giờ chiều ngày mai 16 tháng 7 sẽ diễn ra trận đấu giữa LP Bank Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và 19 giờ sẽ diễn ra trận đấu giữa Quảng Ninh và Vietinbank. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về các trận đấu này để người hâm mộ kịp thời theo dõi.